dạy minh họa môn tiếng Việt theo chương trình sách giáo khoa lớp 1 mới tại trường tiểu học thị trấn Ba Chẽ. Với chủ đề dạy âm, thay vì hướng dẫn học sinh nắm ngữ âm và tập viết như những năm học trước, thì nay giáo viên tập trung hướng dẫn các em nắm ngữ âm và mở rộng vốn từ trước khi tập viết, từ đó khơi dậy sự sáng tạo, chủ động của học sinh khi học môn tiếng Việt. Tại chúng tôi đã nắm chắc được quy trình dạy học các môn học. Trên cơ sở đó, bản thân giáo viên chúng tôi sẽ chủ động tìm tòi, nghiên cứu thêm các học liệu khác, ví dụ như sách điện tử. Tuy nhiên vẫn phải dựa trên nguồn học liệu chính, đó là sách giáo khoa, để tổ chức các hoạt động học tập nhằm phát huy tính tích cực, chủ động của học sinh. Từ đầu tháng 8 đến nay, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Ba Chẽ đã tổ chức tập huấn chương trình giáo dục phổ thông mới cho 100% cán bộ quản lý và giáo viên khối tiểu học trên địa bàn. Các trường có cấp tiểu học cũng chủ động triển khai những tiết dạy minh họa sách giáo khoa lớp 1 mới với sự tham gia của một số học sinh trong dịp nghỉ hè nhằm điều chỉnh phương pháp dạy học theo hướng phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động của học sinh, đáp ứng yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông mới. Giáo viên chỉ là những người hướng dẫn, gợi mở cho các em, còn bản thân chính họ, các cái em học sinh đấy mới là những cái người tự khám phá, tìm tòi ra cái kiến thức. Đến thời điểm hiện nay thì các đồng chí giáo viên về cơ bản đã chuẩn bị đầy đủ về tư tưởng rồi là về kiến thức để thực hiện cái chương trình đổi mới. Cùng với chuẩn bị nguồn nhân lực, huyện Ba Chẽ đã khẩn trương rà soát, sắp xếp hệ thống mạng lưới trường lớp theo hướng dồn lớp, dồn điểm trường lẻ về điểm trường chính, sắp nhập trường tiểu học và trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở thành trường phổ thông dân tộc bán trú liên cấp. Qua đó tạo điều kiện cho học sinh có môi trường học tập, sinh hoạt tốt hơn và sẵn sàng cho triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới. Chúng tôi đã hoàn thiện xong công tác chuẩn bị về cơ sở vật chất. Trong đó, đối với khối lớp 1, bố trí đủ phòng học cho các em được học 2 buổi trên ngày. Về công tác nhân lực thì chúng tôi cũng đã tập huấn xong và lựa chọn đội ngũ giáo viên dạy lớp 1 theo cái tiêu chí là có năng lực, nhiệt huyết và năng động. Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, năm học 2019-2020 kết thúc muộn hơn so với những năm học trước khoảng 2 tháng, đồng nghĩa với thời gian chuẩn bị cho năm học mới bị rút ngắn. Tuy nhiên, với sự chủ động linh hoạt và quyết tâm đổi mới của toàn ngành giáo dục là tiền đề để triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới trong năm học tới chất lượng và thành công.